Hi, welcome back to my channel. Stars gonna go traffic radio. Okay. OK, và từ cái tiếp theo, GTA Vice City. Let's go. Tommy Vercetti. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Pay first. Someone should hit you with a brick. You can't do that. Go get some sleep, he says. You have issues, I don't know. So it's a lot of people, and I'm going to kill. And I go back to the time, but no.
sau đó thì sẽ đi đón một cô gái về nơi cô ta. Đồng hồ, ok. Nice bike. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba. So there he is, huh? I got you a nice little place. This is it, Tony. Take me to my place. Apartments cost money. Đó thì các bạn sẽ vào đây và tiếp tục nhận nhiệm vụ và làm nhiệm vụ tiếp theo trong tựa game này, ok? Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo, GTA 3. Let's go. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. This is the place right here. Let's get off the street and find the danger close. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I can probably get you some work. Come on, let's head over there.
club. Let's go around the back and use the service door. Không biết mình có thể làm nhiệm vụ được không? Vẫn đang 2 sao. Oh my god. Có thể các bạn sẽ phải ra và bị bắt. Để khi ra tù thì các bạn sẽ làm nhiệm vụ dễ hơn. Get him, and I'll keep the engine running. Up here, and I'll go up and do another hood. Oh my gosh. Hit my look. Okay, wow, the good job. Let's go. Thank you.
come on in. Oh my gosh. Wow. Oh my gosh. Let's stop that. Xe vừa rồi là xe như kiểu là xe tăng nên rất khó để có thể tránh được chiếc xe đó. Father can teach you.